Kính chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Ngoại giao Trung Quốc thời viêm phổi Vũ Hán, mất bạn thêm thù. Không thành công như mong đợi ngoại giao bóng bàn của những năm 1970, chiến dịch ngoại giao thời viêm phổi Vũ Hán của Trung Quốc, trong đó có ngoại giao khẩu trang của Trung Quốc, không những không hoàn thành nhiệm vụ được giao mà làm cho thế giới quên đi trách nhiệm của Bắc Kinh trong việc bùng phát dịch bệnh viêm phổi gây ra toàn cầu, mà nó còn làm méo mó thêm hình ảnh của Trung Quốc vốn đã không đẹp đẽ trong cộng đồng quốc tế. Khẩu trang, dụng cụ xét nghiệm kém chất lượng đã không mang lại khúc ca khải hoàn cho Bắc Kinh. Từ khắp nơi trên thế giới, từ châu Á đến châu Âu xuống châu Phi, cái nhãn Made in China một lần nữa khiến người tiêu dùng ngán ngẩm. Đây là hình ảnh một nhân viên làm việc tại nhà máy sản xuất khẩu trang ở phía bắc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc vào ngày 25 tháng 2 năm 2020. Tại châu Âu, hàng loạt các nước lên tiếng về chất lượng hàng Trung Quốc không đạt tiêu chuẩn. Hàng loạt lô hàng y tế và bộ kit xét nghiệm mà Trung Quốc đã gửi tới các quốc gia khác bị xác định rất kém chất lượng. Chính phủ Hà Lan hồi tháng 3 đã thu hồi 600.000 khẩu trang loại FFP2, tức phân nửa một nửa lô hàng 1,3 triệu chiếc được Trung Quốc giao hôm 21 tháng 3 năm 2020 vì không đạt chất lượng. Vào thứ Năm ngày 26 tháng 3, chính quyền Tây Ban Nha rút lại 58.000 bộ kit xét nghiệm của Trung Quốc do công ty Shenzhen Bio vì độ tin cậy chỉ có 30% mà thôi. Thủ tướng Slovakia Igor Matovič phàn nàn 1,2 triệu bộ xét nghiệm kháng thể nước này mua từ Trung Quốc có chất lượng rất kém. Chính quyền Cộng hòa Séc cho biết 30% trong số 300.000 bộ xét nghiệm nhanh mua từ Trung Quốc bị hỏng. Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên tiếng chỉ trích chất lượng của hàng hóa y tế được đưa đến từ Trung Quốc. Và mới đây, vào ngày 8 tháng 4, các quan chức và chức trách Phần Lan phát hiện ra rằng lô khẩu trang y tế và mặt nạ phòng độc nhập từ Trung Quốc không đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo vệ chống lại virus corona để sử dụng trong môi trường y tế như mong đợi. Và tất nhiên, chuyện này đã khiến chúng tôi hơi thất vọng. Hãng tin AFP đã dẫn lời quan chức của Bộ Y tế Phần Lan Kiji phát biểu trong cuộc họp báo. Và cũng ngay tại sân nhà châu Á, tình trạng hàng Trung Quốc kém chất lượng cũng gây thất vọng cho các quốc gia châu lục này. Đặc biệt, hồi đầu tháng 4, Trung Quốc được cho là đã gửi khẩu trang làm từ vải đồ lót đến Pakistan thay vì khẩu trang N95 như đã hứa để giúp quốc gia châu Nam Á này đối phó với dịch viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh lô hàng khẩu trang Trung Quốc gửi sang Pakistan được cho là làm từ vải đồ lót. Trong đoạn video phát trên kênh truyền hình New Press TV có trụ sở tại Lahore, thủ phủ tỉnh Punjab, người ta nghe được giọng nói của phóng phát thanh viên như sau: Trung Quốc đã liên lạc với chúng tôi, họ nói sẽ gửi khẩu trang N95 đến chính quyền tỉnh Sindh, nhưng cuối cùng lại gửi khẩu trang làm bằng vải đồ lót. Lãnh đạo tỉnh Sindh chưa kiểm tra đã vội vã gửi khẩu trang đến các bệnh viện. Các bác sĩ và y tá tuyên bố khẩu trang này là một trò đùa. Vào cuối tháng trước, Trung Quốc đã đề nghị Pakistan mở cửa biên giới giữa hai nước trong một ngày để cung cấp các thiết bị y tế giúp Pakistan chống lại đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Đại sứ quán Trung Quốc trong một lá thư gửi cho Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết chính quyền khu tự trị Tân Cương muốn tặng một lô vật liệu y tế cho vùng Khost Pakistan, lãnh thổ cực bắc của Pakistan. Theo bức thư, chính quyền Tân Cương tặng 200.000 khẩu trang thông thường, 2.000 khẩu trang N95, 5 máy thở, 2.000 bộ dụng cụ xét nghiệm và 2.000 bộ quần áo bảo hộ y tế cho các bác sĩ và nhân viên y tế. Tuy nhiên, thứ mà Trung Quốc gọi là hàng viện trợ y tế chất lượng cao từ Trung Quốc tuyên bố là loại khẩu trang N95 lại làm bằng áo ngực phụ nữ. Không giúp gì được cho Pakistan vì nó quá đơn giản. Một nữ phát thanh viên dẫn chương trình của kênh tin tức Pakistan khi đưa tin đã tức giận hét lên: Trung Quốc thực sự đã lừa dối chúng ta. Đoạn video về phát biểu của nữ MC truyền hình này đã được chia sẻ trên các trang tweet rộng rãi và gây nên phản ứng mạnh mẽ. Có người dùng Internet để lại lời bình luận như sau: Chúng tôi cần khẩu trang, không phải áo ngực. Một quan chức cấp cao của Nepal cho biết chính phủ Nepal gần đây cũng đã hủy bỏ một thỏa thuận ký với một công ty tư nhân Trung Quốc sau khi nhận thấy các thiết bị y tế của họ có chất lượng dưới tiêu chuẩn. Và tại châu Phi, nơi mà Trung Quốc đã đổ hàng tỷ đô la để có thêm bạn bè và tăng tầm ảnh hưởng của các quốc gia đa phương như Liên Hợp Quốc hay Tổ chức Y tế Thế giới,
cách xử lý trong cuộc chiến chống viêm phổi Vũ Hán liên quan đến công dân châu Phi tại Trung Quốc và các vấn đề giảm gánh nặng nợ cho lục địa đen đang khiến cho vị thế ngoại giao của Bắc Kinh bị lung lay dữ dội. Và những hình ảnh việc bị phân biệt đối xử tại Trung Quốc đã được các công dân châu Phi chia sẻ trên trang tweet của mình. Một nhóm các đại sứ châu Phi ở thủ đô Bắc Kinh mới đây đã viết thư gửi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị để khiếu nại về việc công dân từ Congo, Nigeria và Benin sinh sống ở thành phố Quảng Châu thuộc thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc đã bị đuổi ra khỏi nhà và bị xét buộc xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán. Một số người thậm chí còn bị yêu cầu cách ly một mình trong khách sạn. Vụ việc đã gây ra sự bất bình trên khắp châu Phi cũng như trong cộng đồng của những người di cư, dẫn đến cuộc võ mồm ngoại giao hiếm hoi giữa các quan chức Trung Quốc và châu Phi, đồng thời phá vỡ truyền thống lâu đời của châu Phi là không lên tiếng phản ánh những vấn đề gặp phải với Trung Quốc, vì họ là một đối tác thương mại lớn nhất của lục địa đen này. Và vụ việc căng thẳng đến nỗi đại sứ Trung Quốc tại Nigeria, ông Schultz đã bị triệu tập để làm rõ thông tin Bắc Kinh ngược đãi công dân đến từ các nước châu Phi như thế nào. Và vấn đề càng trở nên trầm trọng thêm khi Trung Quốc miễn cưỡng tán thành quyết định của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 nhằm cho phép các nước châu Phi hoãn thanh toán nợ cho đến cuối năm nay, bất chấp lời kêu gọi xóa nợ cho các quốc gia trong khu vực của Tổng thống Pháp Macron đưa ra. Trong khi đó, Bắc Kinh đã vượt mặt Ngân hàng Thế giới, trở thành chủ nợ lớn nhất của châu Phi. Theo sáng kiến nghiên cứu Trung Quốc châu Phi thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế tiên tiến John Hopkins ở Mỹ, chính phủ và ngân hàng phát triển Trung Quốc đã cho châu Phi vay hơn 150 tỷ đô la trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2018. Dù không ai hy vọng Trung Quốc sẽ đánh mất vị thế là đối tác cho vay và thương mại song phương lớn nhất ở châu Phi, nhưng giới phân tích và giới ngoại giao châu Phi nói rằng khả năng quan hệ giữa Trung Quốc và Phi bị ảnh hưởng là khó tránh khỏi. Thông tin cho biết rất nhiều căng thẳng hiện hữu trong quan hệ giữa Trung Quốc và Phi, châu Phi. Tôi nghĩ đây là hai trong số rất nhiều vấn đề còn tồn đọng trong quan hệ giữa đôi bên. Kobus Van Sata, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện các vấn đề Nam Phi cho biết như vậy. Và không những thế, việc giới chức ngoại giao Trung Quốc giáo diết tung những tin đồn thất thiệt tại châu Âu đã khiến cho hình ảnh nước này thêm phản cảm. Đây là hình ảnh bác sĩ nổi tiếng Italy Remusi đã phải lên tiếng sửa chữa thông tin mà Bắc Kinh bịa đặt về nguồn gốc của virus đến từ Italy. Không chỉ có Mỹ là nạn nhân của Trung Quốc khi nước này tung ra thuyết âm mưu rằng viêm phổi Vũ Hán đã được các binh sĩ của quân đội Mỹ đưa tới Trung Quốc. Nước này còn đẩy mạnh nguồn gốc của đại dịch sang châu Âu với việc đổ cho Italy là Ý. Và sau khi truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rộng rãi rằng một nhà nghiên cứu nổi tiếng của Ý đã nói viêm phổi Vũ Hán có thể bắt nguồn từ nước này, không phải từ Vũ Hán, bác sĩ thận Remusi đã phải lên nhật báo Figo để sửa chữa thông tin, khẳng định bình luận của ông bị bóp méo vì mục đích tuyên truyền mà thôi. Và trong một bài tiểu luận, nhà kinh tế học hàng đầu Wu Sheng đã cảnh báo Trung Quốc về việc lan truyền các thuyết âm mưu liên quan đến nguồn gốc virus. Ông kêu gọi Bắc Kinh dám đứng lên nhận trách nhiệm về những gì đã xảy ra ở Vũ Hán. Ông phát biểu, vài người nói rằng nếu chúng ta tiến hành điều tra bên trong đất nước của mình, chúng ta sẽ cung cấp cho người ngoài những bằng chứng cũng như công cụ giúp họ làm tổn hại đến lợi ích quốc gia. Nhưng tôi khẳng định, mọi chuyện sẽ đi theo hướng hoàn toàn ngược lại. Nhiều chuyên gia của Trung Quốc cũng tỏ ra lo lắng về nguy cơ suy yếu hình ảnh và các chiến lược ngoại giao hiện nay mà Bắc Kinh đang theo đuổi. Tuy nhiên, Pochetti, học giả tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator ở Berlin, Đức, nhận định để giữ thể diện cho bộ máy lãnh đạo, rất ít có khả năng Bắc Kinh sẽ thừa nhận sai lầm hoặc thể hiện một bộ mặt yếu kém trên trường quốc tế. Nhưng nếu ngay cả khi các quốc gia ngoại giao Trung Quốc xử lý thành công trong khủng hoảng công chúng trong ngắn hạn, họ vẫn có thể gặp phải khó khăn trong việc chống lại những xu hướng dài hạn được hình thành trong đại dịch. Ví dụ các nước châu Âu bao gồm cả Pháp, Anh, Đức cùng Mỹ và Nhật Bản đang đánh giá lại mức độ phụ thuộc của họ vào Trung Quốc đối với những nguồn cung thiết yếu liên quan đến y tế và an ninh quốc gia. Và gần đây nhất, chính phủ Đức đã quyết định đưa một số nhà máy sản xuất các thiết bị y tế về Đức để đảm bảo an ninh. Bên cạnh đó, một cuộc vận động nơi hậu trường chính trường phương Tây và các quan chức Trung Quốc nhằm cố gắng thuyết phục họ công khai ca ngợi Bắc Kinh lại càng thể hiện ấn tượng xấu đối với phương Tây. Đây là hình ảnh chụp màn hình
email của lãnh sự sứ quán Trung Quốc tại Chicago gửi Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ Robert Roth vào ngày 22 tháng 2 năm 2020. Trung Quốc đang cố gắng mua chuộc sự ủng hộ của một thượng nghị sĩ từ tiểu bang Wisconsin, nhưng chớ trêu thay, kết quả họ thu được là các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã đưa ra một nghị quyết chỉ trích Bắc Kinh vì đã che giấu thông tin về sự bùng phát của dịch bệnh. Vào ngày 26 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ Roger Roth từ tiểu bang Wisconsin đã đưa ra một nghị quyết lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã cố tình lừa dối thế giới về sự bùng phát của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, khiến dịch bệnh lây lan ra toàn cầu và tạo thành đại dịch, một điều đã từ bao đời nay chưa từng xảy ra, nghị quyết đã viết. Ông Roth nói rằng nghị quyết này là để đáp trả hành động của lãnh sự quán Trung Quốc ở Chicago khi đã đề nghị ông thông qua một nghị quyết do lãnh sự quán Trung Quốc soạn thảo, bao gồm các thông tin tuyên truyền và sai sự thật. Ví dụ như, Trung Quốc đã minh bạch và hành động nhanh chóng trong việc chia sẻ thông tin quan trọng về virus mới với Tổ chức Y tế Thế giới và cộng đồng quốc tế, do đó đã tạo ra một cửa sổ cơ hội để các quốc gia khác kịp thời ứng phó. Và tờ TVS của Đức vào ngày 12 tháng 4 năm 2020 cũng trích dẫn một tài liệu mật của Bộ Ngoại giao nước này cho biết, Trung Quốc đã vận động nhiều quan chức và nhân viên cấp cao trong chính phủ Đức để ca ngợi cách thức ứng phó dịch bệnh của Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Đức đã ra thông báo và yêu cầu tất cả các bộ ngành từ chối nỗ lực tiếp cận này. Tờ báo cũng dẫn một nguồn tin tình báo Đức cho biết, giới chức Trung Quốc đang theo đuổi chính sách tăng cường tuyên truyền thông tin liên quan đến cuộc chiến chống virus COVID-19 của nước này. Và giới chức ngoại giao Trung Quốc ở nước ngoài, những người được coi là đại diện cho quốc gia ở nước sở tại, đã có phần xây dựng hình ảnh của Trung Quốc ngày càng hung hăng và ngạo mạn hơn. Đây là hình ảnh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nổi tiếng với những phát ngôn hung hăng để trả đũa giới chức phương Tây trên mạng xã hội hoặc tweet. Trong một bài bình luận đăng tải vào hôm 24 tháng 4 năm 2020, hãng tin AP cho biết bất cứ khi nào Trung Quốc bị cáo buộc không nhanh chóng ngăn chặn dịch viêm phổi Vũ Hán lây lan, các nhà ngoại giao của họ từ châu Á đến châu Phi, London đến Berlin đều ngay lập tức phản ứng một cách kịch liệt. Và theo hãng thông tấn AP, họ thuộc thế hệ các nhà ngoại giao mới được mô tả là chiến binh sói, đặt theo tên bộ phim Bom Tấn với chủ đề yêu nước. Dưới thời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cách tiếp cận của các đặc phái viên Trung Quốc ở nước ngoài trở nên cứng rắn hơn. Bắc Kinh lúc này thúc giục các nhà ngoại giao của mình theo đuổi chính sách ngoại giao nước lớn, nhằm tái khẳng định vị thế của một cường quốc toàn cầu. Và gần đây, Đại sứ Trung Quốc tại Thụy Điển, Quế Tùng Hữu so sánh các nhà báo ở Thụy Điển giống như võ sĩ hạng nhẹ đòi đấu với võ sĩ hạng nặng Trung Quốc. Và một phóng viên Thụy Điển trước đó viết bài về tác động của hệ thống chính trị lên phản ứng đối với dịch viêm phổi Vũ Hán của chính quyền Bắc Kinh. Một chuyên gia đến từ trường đại học Renim, Trung Quốc cảnh báo nước ông sẽ cương quyết chống trả nếu bất cứ ai chĩa mũi dùi vào Trung Quốc về vấn đề này. Ông nói tiếp, các nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể nghĩ rằng nếu Trung Quốc không đáp trả, họ sẽ làm tổn thương Trung Quốc nhiều hơn nữa. Vào tháng thứ tư của đại dịch, hình ảnh Trung Quốc trên báo chí nước ngoài không mấy đẹp đẽ. Những từ ngữ thường thấy trong bài viết về Trung Quốc luôn là không tin tưởng, nghi ngờ hoặc khả nghi và rất nhiều từ ngữ khác. Chiến dịch ngoại giao của Trung Quốc trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã phản tác dụng. Bắc Kinh đã, đang và sẽ còn phải đối phó lâu dài với những hậu quả của chiến dịch đối ngoại đen tối này. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 4 năm 2020 với bản tin Ngoại giao Trung Quốc thời viêm phổi Vũ Hán, mất bạn thêm thù. Các bạn hãy chia sẻ đoạn video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de